Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ dính líu đến đâu tới vụ bê bối test kit Việt Á. Sau khi nhà chức trách Việt Nam bắt giữ ông tổng giám đốc của công ty Việt Á với cáo buộc là thổi giá, trục lợi từ việc bán các bộ xét nghiệm COVID-19, hiện đang xuất hiện thêm các thông tin về sự dính líu của hai bộ Y tế và Khoa học Công nghệ vào vụ bê bối này theo tường thuật của báo chí trong và ngoài nước. Trong các ngày 18 và 19 tháng 12, các báo Việt Nam cho biết Công an đã khởi tố bắt giam ông Phan Quốc Việt, 41 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vì vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh bộ xét nghiệm test kit COVID-19. Công an cũng đã được báo chí dẫn lại cho hay họ đã khởi tố 6 người khác và lấy lời khai của 30 người có liên quan. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt bên trái và các bị can bị khởi tố hôm 19 tháng 12. Bên phải, hàng dưới là Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến. Tin cho hay, kết quả điều tra ban đầu phát hiện rằng ông Việt đã lợi dụng tình hình đại dịch để được hưởng quy chế chỉ định thầu rút gọn và được phép cung cấp vật tư thiết bị y tế cho các bệnh viện và cơ quan kiểm soát dịch CDC ở nhiều tỉnh, thành phố. Công ty của ông Việt đã thông đồng với lãnh đạo của các cơ quan nêu trên để mua bán với giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Các báo Việt Nam tường thuật trích dẫn lời thông tin từ phía công an. Giá bán một bộ test kit được thổi lên thành 470.000 đồng và công ty Việt Á đã chi tiền phần trăm hợp đồng, tức là tiền hoa hồng cho lãnh đạo các bệnh viện, các CDC ở các tỉnh, thành, theo kết quả điều tra ban đầu được các báo đăng lại. Chỉ riêng với CDC hai tỉnh Hải Dương, Việt Á đã có hợp đồng đạt tổng giá trị 151 tỷ đồng. Và ông Phan Quốc Việt đã chi tiền hoa hồng là gần 30 tỷ đồng cho vị giám đốc của CDC này, tức là tương đương với 20% giá trị hợp đồng. Theo Công an, trên toàn quốc, doanh thu của Việt Á từ bán test kit lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Một số nhà quan sát đưa ra tính toán rằng, nếu các quan chức liên quan được hưởng ít nhất 20% giá trị hợp đồng tương tự như lãnh đạo ở CDC Hải Dương, thì số tiền các quan chức đó đốt túi cá nhân lên tới 800 tỷ đồng. Vụ bê bối của Việt Á thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Việt Nam vốn đã rất bất bình cả năm qua về việc ngành y tế nhiều lần đặt ra yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, thậm chí áp dụng các biện pháp cưỡng chế để xét nghiệm, từng dẫn đến một số vụ việc bị lên án là dã man, phi nhân tính, vi phạm tự do thân thể hoặc xâm phạm tư gia của công dân. Trong nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra trên mạng xã hội về vụ bê bối vừa bị phanh phui, nhiều người giờ đây đặt ra mối liên hệ rằng phải chăng bấy lâu nay nhà chức trách và các cấp sốt sắng thúc đẩy, thậm chí ép xét nghiệm trên diện rộng là vì được hưởng những lợi ích được chia chác từ các thương vụ kinh doanh test kit này. Đây là hình ảnh bộ kit test của công ty Việt Á là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, được thực hiện giữa Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Bộ Y tế vừa trả lời báo chí vào hôm 21 tháng 12 như vậy. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, thì bộ kit này có sai số quá lớn và không đạt chất lượng nên đã bị Tổ chức Y tế Thế giới từ chối công nhận. Chưa kể các cách thức quảng bá của các bộ, các cơ quan tuyên giáo và đảng khiến nhân dân sa bẫy. Bác sĩ Võ Xuân Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội với 94.000 người theo dõi, chia sẻ suy nghĩ của mình với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Cái việc đè người ta ra xét nghiệm là tôi không đồng ý. Từ lúc đó tôi đã thấy có rất nhiều ý kiến, vấn đề lợi dụng mua bán các kit xét nghiệm này rồi liên quan đến thúc đẩy phải làm xét nghiệm. Phải làm xét nghiệm thì tôi cho là có liên quan đến nhau. Trong khi cuộc điều tra của công an còn đang diễn ra, báo chí và dư luận Việt Nam đang nêu tên hai bộ bị xem là có nhiều dính líu đến vụ bê bối. Đó chính là Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ. Các báo trong nước nói hôm 20 tháng 12 nói rằng chính Bộ Y tế là cơ quan quản lý cấp nhà nước đã giới thiệu mức giá bị thổi phồng là 470.000 đồng trên một kit cho các tỉnh để họ mua của Việt Á. Cụ thể hơn, các báo cho biết vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế của Bộ là ông Nguyễn Minh Tuấn đã ký một văn bản hồi tháng 2 năm 2021 gửi các sở y tế bệnh viện trực thuộc về vấn đề nêu trên. Nhưng mức giá 470.000 đồng kit chỉ là mức giá thấp nhất do Bộ giới thiệu, còn trong thực tế một số nơi mua với giá thậm chí còn lên đến hơn 510.000 đồng một kit.
Đây là hình ảnh trang web của công ty Việt Á công bố rằng vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định số 264 về việc tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á. Nhiều người đặt vấn đề về trách nhiệm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã tiếp tay cho Việt Á kiếm tiền trên thân xác của nhân dân. Lần ngược thời gian, báo chí và dư luận Việt Nam đã tìm ra các thông tin cho thấy hai bộ Y tế và Khoa học Công nghệ dường như đã dễ dãi cấp phép và quảng bá cho test kit của Việt Á chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần của cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2020. Tiếp đến, Bộ Khoa học và Công nghệ, báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chính phủ của một số báo khác của nhà nước Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2020 cũng loan tin rằng test kit của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận. Tuy nhiên, hiện nay tờ báo Tuổi Trẻ và một số báo cũng đưa tin và bằng chứng cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO chưa bao giờ phê duyệt test kit của Việt Á. Trong ngày 20 tháng 12, Bộ Khoa học và Công nghệ đã lên tiếng thừa nhận có sai sót và đã gỡ tin nói về việc Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt. Bác sĩ Võ Xuân Sơn bình luận về sự việc này tiếp tục với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ như sau. Cái đó là tin láo, tôi xác định là Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam đăng một tin láo về chuyện kit của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, nhưng thực tế là không được. Điều đó là tin láo, còn tại sao có tin láo đó có tác dụng như thế nào thì phải để thời gian trả lời. Theo quan sát của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, nhiều người bày tỏ bất bình về thông tin bất nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ và chất vấn liệu nhà nước sẽ xử lý như thế nào khi Bộ đăng tin sai nghiêm trọng, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tiền bạc của công dân. Họ cũng nêu lên hình ảnh tương phản là có những người dân thường đăng tin sai trên mạng đã bị nhà chức trách phạt tiền hoặc án tù khá nặng. Nhưng mối bất bình lớn hơn cả từ phía dư luận Việt Nam là chỗ họ cho rằng công ty Việt Á chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn đứng sau phải có những ai đó đang liên kết với nhau để lừa đảo hàng chục triệu người dân Việt Nam và kiếm lời hàng ngàn tỷ đồng. Đây là hình ảnh bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên bố rằng bộ kit test nghiệm COVID-19 của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận có thể được tự bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm ở Vương quốc Anh. Tất cả đều là lừa dối. Nhiều người lên tiếng trên mạng xã hội đề nghị lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam phải làm đến nơi đến chốn về vụ bê bối này và đưa danh sáng những kẻ bị coi là hút máu nhân dân trong vụ án này. Bác sĩ Võ Xuân Sơn cũng tỏ ra hoài nghi về các động thái từ phía nhà nước. Ông nói như sau. Thực sự họ, tức là nhà nước, làm gì chúng ta đã thấy qua nhiều chuyện rồi. Thành ra tôi chỉ mong người dân nhìn thấy được tất cả những vấn đề liên quan đến tính mạng, đến sức khỏe của người ta để có thái độ đúng đắn hơn trong chuyện có chấp thuận hay các yêu cầu mà trước đây. Nhiều khi người ta cứ nhắm mắt chấp thuận. Ngoại trừ Bộ Khoa học và Công nghệ thừa nhận đăng tin sai, Bộ Y tế chưa lên tiếng chính thức về vai trò của Bộ trong vụ bê bối đang diễn ra. Bình luận về trách nhiệm của cơ quan công quyền đến đâu dẫn đến việc mua và sử dụng bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Facebook Anh Đỗ viết rằng, mua sắm công bao giờ cũng theo quy trình. CDC địa phương là nơi sử dụng, làm hồ sơ đưa lên Sở Y tế và Bộ Y tế chấp thuận mua với giá nào và chọn hình thức đấu thầu nào. Chấp thuận xong phải trình Bộ Tài chính, bộ này sẽ rót kinh phí, nhưng muốn được rót thì cũng phải ABC. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khi đó, Chu Ngọc Anh, chính là người đã chỉ định công ty Việt Á và Học viện Quân y nghiên cứu chế tạo test kit dở. Nay khi Việt Á bị khởi tố, thì Bộ Khoa học và Công nghệ lập tức gỡ bỏ tin Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp thuận bộ kit xét nghiệm này trên trang web của Bộ. Về cơ sở mua test kit và trang thiết bị y tế, dựa vào nghị định của chính phủ ban hành, trong đó có tham vấn Bộ Chính trị và tham vấn cả Quốc hội. Khi lãnh đạo và người nhà lãnh đạo đều có sân sau là các công ty tập đoàn như Việt Á, thì đương nhiên Việt Á dễ dàng được chọn là nhà cung cấp độc quyền. Việc chung chi hoa hồng là đương nhiên, và khi làm ăn với cơ quan nhà nước Việt Nam luôn như vậy. Vụ này là một mẩu bánh trong miếng bánh lớn của ngành y. Việt Á chiếm một thị phần trong đó, và chắc chắn Việt Á có lực lượng chống lưng to khỏe, nên anh Vượng mới được chọn làm đối tác làm ăn trong lĩnh vực thuốc y dược. Nguyên nhân Việt Á bị đánh có thể là do bị đối tác chơi, do mâu thuẫn trong làm ăn hợp tác, hay do lực lượng chống lưng đang gây sự với bò rát vàng,
hay dùng làm bia đỡ đạn cho vụ Bộ Y tế và Vin hợp tác ép giá test kit hay chính sách chung của Đảng lâu nay nuôi béo rồi thịt. Nói chung nhiều kịch bản và tôi nói rồi, nhân dân Việt Nam ai cũng là con tin của Đảng hết. Bạn Anh Đỗ nên câu hỏi như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin khởi tố công ty Việt Á hàng ngàn tỷ đồng đã bị Bộ Y tế bỏ mặc để rơi vào tay mafia y tế như thế nào. Vụ công ty Việt Á bị khởi tố cho thấy giá xét nghiệm đã bị thổi bùng lên mức trên 500.000 đồng trên một lần xét nghiệm để bán cho cơ quan kiểm soát dịch bệnh CDC của 62 tỉnh thành với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, nay đã bắt đầu được phanh phui sau 3 tháng điều tra. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh, mạng xã hội từ nhiều tháng trước đã rầm rộ đưa tin về giá xét nghiệm COVID được áp dụng quá cao vì Bộ Y tế khống chế giá sàn là 238.000 đồng trên một lần xét nghiệm và có nơi thu người dân đến 700.000 đồng cho một lần xét nghiệm. Trong khi đó, giá xét nghiệm ở châu Âu chỉ tương đương vài chục ngàn đồng. Đây là hình ảnh giáo viên dạy yoga ở Bình Dương bị cưỡng chế xét nghiệm một cách dã man, nay đang khởi kiện chính quyền. Nhiều người dân tỏ ý ngạc nhiên không hiểu vì sao Bộ Y tế và Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh CDC của 62 tỉnh thành có thể trở nên quá ngây thơ để công ty Việt Á xỏ mũi bán với giá trên trời đến như vậy. Tờ báo Tuổi Trẻ mô tả rằng các trinh sát phải mất nhiều tháng lăn lộn tại nhiều tỉnh thành theo dõi đường đi để bóc tách được hành vi móc ngoặc thổi giá của các bị can. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng thông tin trên mạng Internet ngày nay hầu như sờ sờ ra đấy, chỉ trong vài cái click chuột đã có thể đoán ra thủ phạm thổi giá và vô số bài viết đã kêu gào công khai. Sau khi nhiều ngàn tỷ đồng đã thất thoát thì nay mới chỉ có một công ty Việt Á bị khởi tố là điều khó hiểu về trình độ của các điều tra viên Việt Nam từng được đại biểu Quốc hội khen là giỏi nhất thế giới. Trong khi người dân bị thất thu, bị mất thu nhập, rơi vào cảnh khốn cùng, bị cưỡng ép phải xét nghiệm thì giá xét nghiệm bị thả nổi đến mức hàng trăm bài báo trong nước mô tả rằng loạn phí xét nghiệm hay giá xét nghiệm COVID đang nhảy múa. Theo tính toán của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu thì hàng ngàn tỷ đồng đã bị lãng phí khi chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là bắt buộc 100% người dân phải đi xét nghiệm để truy tìm F0. Trong một bài viết, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã phân tích rằng người Việt Nam đã chịu chi phí xét nghiệm COVID-19 cao hơn người Đức trung bình khoảng từ 100 đến 400 lần. Hôm 19 tháng 12, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, vì cấu kết với các trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC ở các tỉnh để nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt bên trái và các bị can bị khởi tố vào hôm 19 tháng 12. Ông Phạm Duy Tiến, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC tỉnh Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường, kế toán trưởng của CDC Hải Dương, Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ công ty Việt Á cũng bị khởi tố. Sau khi được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho bộ kit xét nghiệm COVID-19, từ tháng 4 năm 2020 cho đến nay, công ty Việt Á đã cung cấp bộ kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và các cơ sở y tế khác của 462 tỉnh thành trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Ban đầu, khi dịch bùng phát và tình thế cấp bách, Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế cho các bệnh viện, CDC và các tỉnh, thành phố sử dụng trước. Sau đó, Việt đã thông đồng với lãnh đạo của các đơn vị này hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các biện pháp nhân trong hệ thống lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo cáo giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Công ty cổ phần công nghệ Việt Á của Phan Quốc Việt đã nâng khống giá thiết bị, chi phí, nguyên vật liệu để nâng giá bán lên tới 470.000 đồng trên một bộ kit và thỏa thuận chi tiền phần trăm hợp đồng cho các lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố để cung cấp các bộ kit xét nghiệm này. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định công ty Việt Á đã bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị là 151 tỷ đồng. Trong đó bị can Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tiến, giám đốc CDC Hải Dương, số tiền gần 30 tỷ đồng.
Đây là hình ảnh văn bản đã được đưa lên Thời báo .d rằng Bộ Y tế chỉ định thầu buộc các tỉnh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh phải mua của tập đoàn Vingroup hàng chục triệu bộ test COVID với lý do kỳ quặc rằng Vingroup không phải là nhà thầu, không có kinh nghiệm bán sinh phẩm xét nghiệm. Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt, 20 bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác, 8 bất động sản của Phạm Duy Tiến, vân vân. C03 cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi, vân vân, ra soát, kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, cũng theo khảo sát của báo Tuổi Trẻ, còn nhiều tỉnh thành đã mua kit xét nghiệm của Việt Á với mức giá từ 470.000 đồng test PCR như Hải Dương, thậm chí mua ở mức giá cao hơn. Tỉnh Bắc Ninh phê duyệt mua 10.000 bộ test PCR của Việt Á cho CDC tỉnh Bắc Ninh với giá 470.000 đồng một bộ. Tỉnh Nam Định cũng mua 13.536 bộ test tương tự của Việt Á giá 509.000 đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng mua 70.000 bộ kit test với giá 509.000 đồng. Cũng theo khảo sát của báo Tuổi Trẻ, hầu hết các tỉnh thành bệnh viện mua kit test của PCR của Việt Á thời gian qua đều mua với giá từ 470.000 đồng một bộ trở lên. Trong khi đây là mức giá mà CDC Hải Dương đã mua và giám đốc CDC Hải Dương bị bắt cùng tổng giám đốc Việt Á do nhận phần trăm gần 30 tỷ đồng. Đây là hình ảnh hàng trăm bài báo trong nước mô tả tình trạng loạn giá xét nghiệm từ nhiều tháng trước. Ông Phan Quốc Việt, 41 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, từng chia sẻ với báo chí, ông là một con người con ngành y với chuyên ngành sinh học phân tử Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Và may mắn hơn khi công ty của ông được Học viện Quân y lựa chọn đối tác hơn chục năm qua. Đáng kể như việc hợp tác với Học viện Quân y sản xuất thành công kit xét nghiệm COVID-19 Made in Việt Nam vào tháng 3 năm 2020. Tháng 4 năm 2020, công ty được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit test COVID-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Tại thời điểm này, ông Phan Quốc Việt cho biết năng lực sản xuất của công ty là khoảng 10.000 bộ trên mỗi ngày. Khi cần huy động có thể tăng công suất lên gấp 3 lần. Giá mỗi bộ từ 400 đến 600.000 đồng một bộ test, gấp hơn thế giới rất nhiều lần. Trước khi sản xuất thành công bộ kit xét nghiệm COVID-19 Made in Việt Nam, công ty Việt Á cũng được Bộ Y tế cấp phép sản xuất 15 bộ kit thử, trong đó có nhiều tác nhân gây bệnh lao, viêm gan A, viêm gan B, tay, chân, miệng và các loại bệnh khác. Ngoài bộ kit test, công ty Việt Á cũng trúng rất nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, công ty này đã trúng gói thầu cung cấp hóa chất sinh phẩm xét nghiệm chuyên khoa và dung dịch khử khuẩn. Gần đây, công ty Việt Á cũng trúng gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai. Đây là hình ảnh chọc mũi là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta, biếm họa của La Thanh Hiền sau sự kiện Bộ Y tế phê duyệt giá xét nghiệm cao gấp hơn chục lần giá mua vào. Cuối tháng 2 năm 2020, Việt Á cũng nhận được các nguyên liệu cuối cùng để hoàn tất sản phẩm. Với thời gian xét nghiệm COVID-19, bao gồm cả chuẩn bị mẫu là 2 giờ, giảm hơn rất nhiều so với trước đó muốn xét nghiệm phải giải trình tự gen, thời gian phát hiện ca dương tính kéo dài. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kit test RT-PCR phát hiện virus COVID-12 sản xuất từ đề tài độc lập cấp nhà nước, tức là nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới, sản phẩm do Học viện Quân y nghiên cứu Việt Á sản xuất. Thời điểm đó, bộ test mà Việt Á tham gia phát triển ra đời là niềm hy vọng chống dịch. Cũng vào tháng 3 năm 2020, khi dịch bùng phát tại Hà Nội và khu vực phía Bắc sau ca bệnh số 17, Việt Á cho Hà Nội mượn rất nhiều thiết bị xét nghiệm để nâng công suất xét nghiệm tại Hà Nội, nâng tốc độ phát hiện ca bệnh và chống dịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, chất lượng bắt virus của test Việt Á là rất nhạy, hiệu quả tốt. Ông Phan Quốc Việt khi đó đã có hàng chục đề nghị mua test từ nước ngoài.